Chào mọi người nhé, hôm nay thì anh em Nhạc Sông Sơn Lan tôi lại được một ngày nghỉ. Lâu rồi không đi đám cưới nha mọi người. Hôm nay nghỉ ở nhà chưa biết làm gì nữa, lôi cái đàn ra để nghịch thôi. Nhưng mà hôm nay thì anh em tôi sẽ hướng dẫn mọi người một số cái thao tác trên đàn Yamaha S770 nha mọi người nhé. Hôm nay thì anh em tôi sẽ cho mọi người, những bác nào biết rồi thì thôi, mà bác nào chưa biết thì gọi là có cái để tham khảo mọi người ạ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người nhé, để lưu cái file mình đánh đàn ấy, những cái file nốt nhạc mình đánh đàn này vào USB, xong thì mình để làm nhạc, có thể copy ra máy tính hoặc sử dụng để làm một điều gì đó nhé mọi người nhé. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người. Trước tiên bật điện lên, ok, đã có điện. Volume mọi người nên nhớ là để thấp thấp thôi nhé, để thấp trước đã, chờ nó khởi động mọi người ạ. Đó, ok. Còn những cái tên tiếc như thế này thì sau mình sẽ hướng dẫn nhé, cả kể những cái ảnh nền này nữa. Và giờ đây thì trước bật nguồn lên rồi mọi người nhé. Bật hợp âm lên, khóa tiếng. Và mọi người hãy chọn cho mình cái điệu để mình đánh nhé. Giả dụ như mình đây chọn cái điệu này. Ok, rồi mình chọn điệu này, xong mình chọn tiếng. Đó, mình tăng tiếng lên cho nó vừa tai của mình. Ok, sau đó mà chúng mình cho chạy thử. Ok rồi nhá, chỉnh tempo nhá mọi người nhá, chỉnh tempo về giả dụ mình khoảng tầm 135 thôi. Rồi mình cho chạy thử nhá mọi người nhá. Đây mọi người muốn dồn trống này, mình hướng dẫn mọi người nhá, bấm nút này nhá. Đây mình bấm nút kia hai lần này. Đấy, nó sẽ hiện ra thế này. Mọi người chuyển sang dòng thứ hai nhá. Đấy, xong bấm exit nhá, thoát ra. Đây này, mình sẽ cho mọi người một hiệu ứng nữa của cái điệu nhá. Đây nhá mọi người nhá, giả dụ như thế này đúng không? Đây, đâu, chuyển cầm cho anh nè, cầm lên để hết các tím nhá. Đây nhá mọi người nhá, giả dụ này, đàn đang chạy. Sau khi mình vặn cái núm này nhá mọi người nhá, đây này, càng vặn này, xong nhả về giữa nhá, đây này, bằng cái này mọi người, đấy, đây này, đấy, cái là cái đầu tiên nhá, mình nói với mọi người nhá. Còn mình sẽ vào cái tiết mục chính, đó chính là lưu cái chữ cái những bản nhạc mình đánh này vào USB. Cắm USB vào. Đâu rồi. Ok nhá. Đây, có hiện chữ nhận rồi. Nhận USB nhá. Mọi người kiểm tra xem này, trên này mình ấn bấm vào cái audio này, nút audio ở trên này nhá. Đây, tức là nó đang nhận USB rồi. Đây giả dụ những cái file mình đã lưu ở trước này. Đây, mình cho chạy này. Ok. Đây nha. Đấy, đây là file mình lưu trong USB nhé mọi người nhé. Và nó mình tắt đi. Rồi đã nhận USB rồi, thoát ra. Thoát hết đi. Xong bây giờ nhá, mình đã chọn được cái style của mình rồi. Đây rồi. Tiếng. Ok, xong bên này nhá. Bây giờ mình sẽ cho bắt đầu ghi vào cái USB nhá. Có hai cách mọi người nhá. Em quay gần vào đây, quay gần cái tay của anh. Có hai cách nhá. Một cách là mọi người có thể đánh trực tiếp. Mọi người bấm một cái nút USB audio trên này. Đây, nút này. Sau mọi người chọn jack. Đây, G-code đây. Đây nha, nút G-code đây. Mọi người bấm thế này. Thì mình bấm cái nút đây này, số 3 nhé. Nút play này là bắt đầu nó ghi những cái nhạc, những cái thứ gì mình phát ra ở đây. Cả hợp âm, cả style với tiếng nha mọi người nhá. Thì cách này thì nó sẽ ghi trực tiếp luôn. Cả kể mình đánh lỗi một phát là nó sẽ có lỗi ở trên này. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn mọi người cách này thì cho những cái bác nào nó gọi là cao thủ đi. Thế còn mình sẽ hướng dẫn mà những cái bác nào mà không chuyên mấy ấy, để mình tìm được một bản nhạc hợp ý mình, xong mình mới xuất ra. Thì mọi người làm thế này. Đây, mọi người không ghi nữa thì tạm ngừng đi nhá. Mình exit. Xong mình bấm vào đây. Đây, bấm vào nút G-code ở đây nhá mọi người nhá. Đây, có nút G-code này. Mọi người bấm vào đây. Đấy, như thế này nó sẽ hiện lên những cái nào, tức là 16 đường tiếng này, 16 đường tiếng ở trên màn hình nhá. Đó, 16 đường tiếng này mình chọn để ghi hết, mình cứ ghi cho chọn hết 16 đường tiếng đi, xong bấm exit đi nhá mọi người nhá.
sau khi mình bắt đầu bấm vào hợp âm này chạy thì nó bắt đầu sẽ ghi vào bộ nhớ trong của đàn mọi người ạ. Mọi người nên nhớ nhá. Sau khi mình bấm chạy thế này là bắt đầu nó đang ghi nhá mọi người nhá. Đấy, giờ mình sẽ đánh thử một bản nhạc ngắn ngắn nhá mọi người nhá. Đấy nhá. Bây giờ dừng nhá. Thì mọi người dừng bình thường này. Thế này nhá. Giờ bấm này. Thế này xong mình bấm này, cái nút stop ở đây nhá mọi người nhá. Đây. Đấy, khi nó màn hình nó sẽ hiện lên cái chữ này là nó đã ghi vào cái bộ nhớ bên trong này mọi người nhá. Sau khi bây giờ mình sẽ nghe lại cái bản nhạc mình đánh. Thế này, mình sẽ bấm một nút ở đây nhá. Sau khi hiện chữ đây, nút play ở trên này này. Đó. Đây cái bản nhạc mình vừa đánh xong mọi người nhá. Cái này mọi người nghe này. Độ nhanh chậm của nhạc nhé mọi người nhá. Sau khi mình đánh xong rồi, đây mọi người chọn tempo này, tempo này. Mọi người để quay đây này. Đây nhá, mình có thể tăng được tempo này. Đấy. Bây giờ nhá, mình chọn cái tempo tempo này gọi là vừa ý mình đi. Bây giờ mình cho tầm 145 này nhá. Thì mình cảm thấy rồi ok, nhạc mình ok. Đó, mình đánh nó ổn rồi. Mọi người bấm stop ở đây. Có thể đổi tiết tấu được nhá mọi người nhá. Vẫn đổi tiết tấu được nhá. Cái đấy mình sẽ hướng dẫn ở phần 2. Đây, giả dụ nhá. Mình sẽ bây giờ sẽ lưu cái bản này nhá. Đây này mọi người. Đấy nhá. Ok, tempo vừa rồi. Sau đó mình thích, bây giờ mình sẽ lưu nhá. Mình bấm vào nút USB audio trên này. Đây. Bấm nhá mọi người nhá. Bấm vào đây. Sau đó nó xuất hiện lên cái khung để mà ghi thế này mọi người. Nó đang trắng. Mọi người bấm vào cái này. Lấy record nút đỏ ở trên này. Đây, bấm vào bên dưới nhá. Đó, nó sẽ hiện. Cái này là thời gian ghi. Cái này là số giây nó đếm để ghi. Và bây giờ mọi người chạy nhá. Bấm cho mình cái nút play ở đây trước này nhá. Cái này nó bắt đầu đang ghi rồi. Sau đó mình mở ở đây. Đây. Đó. Bây giờ nó đang ghi ở trên này nhá. Đây này, cái nút jack ở đây nó chạy rồi. Bây giờ nhá, những thứ âm tiếng nào cả kể mình đánh vào đây nó sẽ được ghi hết qua USB rồi. Mình sẽ cho âm tiếng vào. Đây mình chọn như thế này. Thử nhá, mình chọn âm tiếng này. Đây mình chọn này. Để mình đệm thêm nhá mọi người nhá. Bây giờ nhá. Đây. Đấy mình có thể đệm thêm cho mọi người nhá. Để mình đệm thêm được này. Và hoặc là mình cho tiếng này. Cho tiếng bất kỳ. Đây. Đấy mình có thể cho tiếng bất kỳ đây. Những cái tiếng nào xuất ra loa đàn này nhá là nó sẽ bắt đầu di chuyển qua USB hết mọi người ạ. Bây giờ mình chỉ ghi ở một đoạn như thế này nhá. Bây giờ mình sẽ dừng này. Dừng nhá. Mọi người chọn tiếp này. Đấy, hết này. Nó hết nhạc nhá. Mọi người dùng stop nhá ở đây nhá. Stop này. Đấy, ok. Như vậy là file nó được lưu nhá mọi người nhá. Đó, bây giờ mình ấn qua file này. Đây, cái bài vừa rồi audio 003 của mình. Bấm vào đây cho chạy. Đấy, bây giờ là mình không sửa được rồi nhá mọi người nhá. Cái này là trong USB của mình rồi đấy. Đấy nha mọi người nha. Đó, thế là mình có cái để xuất USB rồi. Mình có thể ra làm nhạc ở ngoài để ghép video hay là các kiểu. Và những cái nhà tiết mục nhảy. Và cái mọi người cứ đánh cho nó chuẩn chuẩn vào nó ra. Đó, cái âm tiếng mình thêm đấy mọi người ạ.
cái đây âm tiếng mình thêm vào đây. Đó. Đấy, nó ra như thế mọi người ạ. Bây giờ nhá. Xong rồi, ok. Bây giờ nhá. Cái nó lưu ở trong này nhá. Cái mình vừa đánh xong này thì mình mở xem người nghe nhá. Giờ mình thoát cái này lên trước. Đây nhá. Đây này. Tiếng này vẫn còn của cái style này nhá. Nhưng mà mình sẽ chuyển style khác mọi người nhá. Đây mình đổi này, bấm mạnh UC này. Giả dụ mình chuyển sang cái style này đi. Như thế này nhá. Mình bấm chọn style này, exit ra. Sau đó mình bấm cho nó. Đây nhá, từ từ. Mọi người bình tĩnh đấy nhá, cho nó stop lại này. Sau đó mọi người cho nó chạy. Mình bấm lên để nhá, cho nó chạy này. Sau mình nó chạy rồi mình mới bấm cái nút style bên này nhá mọi người nhá, hoặc là mình bấm đây đây. Này cho nó chạy bên dưới nhá. Đây. Đây này. Mình cho cái chạy chạy cái điệu này. Đây mọi người ạ. Đó mình bấm vào nữa. Bấm tức là bấm cho nó chạy. Bấm chạy này, cho chạy cho tay này. Xong mình lại bấm nút ở đây đó cho nó chạy này. Đấy. Nó sẽ ra luôn cái điệu ở bên này. Và mình muốn để xuất ra USB thì mình cứ làm tương tự thôi. Vẫn bấm đây. Xong cho record này. Đây. Xong bắt đầu nha. Đây nhá. Mình hướng dẫn lại nhá. Exit này. Đấy. Này. Mình cho cái này nút này dừng là nó ra cái nhạc mình ghi nhá. Còn mình cho nút start stop này. Đấy, nó chuyển sang này luôn cho mình này. Rồi, ok. Giờ mình cho nghỉ nhá. Exit hết đi đã. Đây. Bây giờ nhá. Cái này là style gốc mình vừa đánh vừa rồi nhá. Đúng không? Đó. Đây. Style gốc này, bây giờ mình đã chọn cái style mới này. Bây giờ mình cho cái style này chạy. Sau đó mình cho cái này chạy nhá mọi người nhá. Đây. Mình cho cái này, mình chọn được cái style rồi đúng không? Đấy. Bây giờ mình sẽ cho cái nhạc này chạy. Xong mình bấm vào nút này luôn. Thì nó sẽ chuyển qua cái style khác. Nên mọi người làm ở đầu tiên của nó ấy, mọi người nên cho nó dài dài ra một chút mình mới đánh nhạc này. Đây này, mình cho chạy nhá. Đây vẫn đang của nó. Xong mình bấm cày luôn này. Đó. Nó sẽ chạy sang cái style mình chọn này luôn rồi. Đó. Nó đơn giản, nó còn bấm key là vẫn như thế. Đấy. Nhạc cũ này. Đó. Rất đơn giản đấy mọi người ạ. Và bây giờ nhá, mình sẽ hướng dẫn mọi người thêm một cái nữa. Thường thường cái ấy mình đây nhỉ? Cái rắc 6 ly của mình đâu rồi? À đây rồi. Thường thường mọi người đi sâu đúng không? Có bạn hay cắm cái rắc tai nghe này này. Đấy. Mình có thể dùng rắc này để tắt cái âm đúng không? Và giữ thế này nhá. Để tắt cái âm của loa đi. Mình có thể dùng jack 3.5 cắm ở đây luôn, hoặc là dùng cái jack cắm đằng sau. Nhưng mà mình có một cách nhá, mọi người không cần phải cắm cái này nữa. Cái này thì em trai của mình không biết, học ở đâu ra mình cũng không biết, nhưng mà vẫn hướng dẫn lại cho mọi người. Ở trên nào mọi người có thể không dùng cái này nữa. Mình can thiệp vào luôn trong hệ thống mọi người nhá. Đây. Mình làm mọi người ấn cái nút này nhá. Đây, function. Ấn nút này, xong mọi người chọn cho mình dòng này. Đó. Xong người á, kéo cái phần này sang, tab sang, đây nhá, có phần speaker này, mọi người này chọn này, cái này là nó vừa ra cả loa cả cái đường sau này, này hoặc mình cho này, cái tắt thì nó chỉ ra được cái đường này với đường tai nghe thôi mọi người, có này, có đường cái âm này, đường tín hiệu ra đằng sau ấy mọi người nhá, đấy, rất đơn giản mọi người ạ, là khi thì mình đi sâu ấy, mình không cần phải cắm thêm cái rắc này nữa, một số bạn mình hay thấy, hay đi làm, mọi người hay cắm thêm cái rắc 6 ly này và để ngắt tiếng. Đấy. Nên mình sẽ cho chọn chế độ này. Rồi, ok. Chúc mọi người thành công nhá. Có dịp lần sau mình sẽ hướng dẫn thêm mọi người một số cái nữa. Rồi, chào mọi người nhá.